Xin chào các bạn. Chính phủ Slovakia của Liên minh Trung hữu do Thủ tướng Eduard Heger đứng đầu đã sụp đổ vào tối ngày 15 tháng 12, sau chưa đầy 3 năm nắm quyền, khi Quốc hội Slovakia tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm với chính phủ. Đảng Tự do và Đoàn kết SAS từng nằm trong chính phủ liên minh trước đây đã khởi xướng cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này. Đảng SAS này rời khỏi liên minh vào cuối mùa hè năm nay khi yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính Igor Matovic từ chức không thành công trong bối cảnh đất nước rơi vào vòng xoáy khủng hoảng trầm trọng. Bộ trưởng Tài chính Igor Matovic là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong bộ máy đương thời của Thủ tướng Eduard Heger. Ông Matovic là chủ tịch đảng Những người độc lập Olano, đảng đứng đầu trong liên minh chủ hữu nắm chính quyền. Đồng thời, ông Matovic cũng là cựu thủ tướng Slovakia trong gần một năm từ 2020 đến 2021, sau đó được kế nhiệm bởi Thủ tướng Eduard Heger cho đến nay. Ông Heger dù là thủ tướng nhưng chỉ là một thành viên của đoàn chủ tịch đảng Olano. Kể từ khi chính phủ hiện tại của Slovakia thành lập vào năm 2020, gồm liên minh nhiều đảng phái, đã có những xung đột xảy ra giữa hai đảng lớn nhất là Đảng Tự do và Đoàn kết SAS của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Richard Sulik và Đảng Những người độc lập Olano của Thủ tướng Igor Matovic. Kết quả chỉ sau gần một năm nắm quyền, SAS đã đưa ra điều kiện sẽ chỉ tiếp tục trong liên minh nếu ông Matovic rời chức thủ tướng. Điều kiện này sau đó đã được thực hiện khi ông Heger lên làm thủ tướng mới, còn ông Matovic trở thành Bộ trưởng Tài chính. Mặc dù phải chuyển sang cương vị mới thấp hơn, nhưng Bộ trưởng Matovic vẫn chưa làm hài lòng SAS khi đảng này tiếp tục cáo buộc ông đã phá hoại tài chính công. Thậm chí, SAS yêu cầu ông Matovic tiếp tục phải từ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo chủ tịch của SAS, ông Sulik, nếu liên minh chính phủ tiếp tục điều hành đất nước như hiện tại, người dân Slovakia sẽ quay sang bầu cho các đảng đối lập trong các buổi bầu cử tiếp theo, nhất là trong bối cảnh nhiệm kỳ của chính phủ hiện tại còn một năm. Bối cảnh đất nước lại đang cực kỳ khó khăn khi Slovakia chỉ là một đất nước nhỏ tại châu Âu, lại gián tiếp trở thành điểm nóng Ukraine. Hiện Slovakia, tên chính thức là Cộng hòa Slovak, chỉ có gần 5,5 triệu người và trên diện tích là 49.000 km2. Lượng dân và đất này của Slovakia chỉ tương đương với hai tỉnh tại Việt Nam. Tuy vậy, Slovakia được thừa hưởng nhiều tinh túy từ đất nước tiệp khắc trước kia. Đến khi tiệp khắc sụp đổ thập niên 1990, Cộng hòa Séc và Slovakia ra đời. Dù Séc là trung tâm và kế thừa quyền pháp lý của tiệp khắc, nhưng Slovakia cũng phát triển không kém. Hiện Slovakia vẫn được đánh giá là một quốc gia phát triển. Thủ đô và thành phố lớn nhất của Slovakia là Bratislava, một trong những địa điểm nổi tiếng tại châu Âu. Ngành du lịch, dịch vụ cũng là trụ cột chính trong nền kinh tế của Slovakia. Bên cạnh đó là sản xuất ô tô và kỹ thuật điện. GDP của Slovakia đạt gần 115 tỷ đô la vào năm 2021, xếp hạng 59 thế giới. Không phải một mức cao, nhưng rất đáng để so sánh với dân số đất nước. Slovakia là thành viên của cả EU, NATO, tham gia đồng tiền chung Eurozone. Tuy vậy, về cơ bản, Slovakia cũng khá mong manh bởi tiềm lực đất nước không nhiều. Diện tích chủ yếu là đồi núi, lại nằm lọt sâu giữa lục địa già. Vì vậy, những tác động từ tình hình khu vực có thể ảnh hưởng rất lớn tới Slovakia. Ở đó, cuộc chiến Ukraine đã thực sự trở thành thảm họa. Chính phủ của Thủ tướng Heger đương nhiệm có quan điểm thân châu Âu rõ nét. Đường lối ngoại giao của Slovakia cũng thể hiện rõ điều này khi Slovakia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ trong cuộc xung đột với Nga. Slovakia thường xuyên cung cấp các gói viện trợ cho Ukraine, trong đó có hệ thống khí tài có nguồn gốc từ Liên Xô và Nga. Đồng thời, đất nước láng giềng phía Tây Ukraine cũng là một trong những địa điểm tiếp nhận người tị nạn Ukraine nhiều hàng đầu so với những gì Slovakia sở hữu. Tính đến giữa tháng 12, theo số liệu từ Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, đã có hơn 1 triệu người Ukraine đặt chân qua Slovakia. Con số này gần bằng 1/5 dân số đất nước. Chính vì vậy, khi cuộc chiến Ukraine kéo dài, rõ ràng sức ép đang ngày càng đè nặng lên Slovakia theo nhiều phương diện. Nền kinh tế Slovakia cũng không thể thoát khỏi tình trạng chung của châu Âu là lạm phát đạt ngưỡng hai con số, thậm chí còn cao hơn mức trung bình hơn 10,7% của châu Âu gần đây. Lạm phát Slovakia tăng đáng kể từ đầu năm nay khi cuộc chiến Ukraine nổ ra và hiện đã vượt ngưỡng 15%. Nhất là trong bối cảnh kinh tế dựa nhiều vào dịch vụ, Slovakia trở thành một trong những đất nước dễ tổn thương nhất hiện nay. Và sự sụp đổ của chính phủ do Thủ tướng Heger lãnh đạo là điều tất yếu, nhưng đó là liều thuốc đắng đối với chính sách thân phương Tây quá mức trong xã hội Slovakia. Các nhà phân tích và bình luận cho rằng cuộc bầu cử trước nhiệm kỳ sẽ được thúc đẩy. Khi đó, đảng đứng đầu liên minh trung hữu hiện nay là những người độc lập Olano, nguy cơ phải đối mặt với một kết quả thảm hại, giảm từ 25% trong cuộc bầu cử vào tháng 2 năm 2020 xuống còn chỉ khoảng 7,5%. Thay vào đó là sự lên ngôi của các đảng cánh tả, và đó sẽ là dấu chấm hết cho chính sách thân phương Tây quá mức, trong đó có việc ủng hộ chính quyền Ukraine.
Đây thực sự là một cú sốc với Ukraine trong bối cảnh đất nước láng giềng đồng minh của mình thay đổi chính sách. Nó cũng tiếp tục làn sóng hiện tại ở châu Âu, khi mà những chính phủ có xu hướng bài ngạc quá mức đã sụp đổ, nổi bật nhất là tại Anh và Italia. Vậy các bạn thấy sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nha! Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.